đây hết. Và sau khi ở làng chài thì mình sẽ xuất phát sâu và lên thẳng trung tâm của Vịnh Lan Hạ cho mọi người mình có thể tham gia chương trình chơi chèo thuyền kayak và tắm biển ở đó. Và sau khi chèo thuyền và tắm biển thì mọi người nhà mình sẽ ăn trưa tại trên tàu nhé. Ăn trưa tại trên tàu là ở trong phòng ăn đây. Thì sau khi ăn trưa xong thì mình sẽ đi vào trong làng cổ Việt Hải. Và trong đó sẽ có những chương trình là mình sẽ được đạp xe đạp này, được massage chân, được cát dưới chân đấy ạ. Và sau khi chương trình Việt Hải kết thúc là mình sẽ về tàu và mình sẽ quay đầu mình về bến bèo cho mọi người nhé. Dạ vâng ạ. Và trong tour của mình á, những thứ combo của mình bao gồm miễn phí là gồm là thứ nhất là tắm trắng, thứ hai là áo phao, chèo thuyền, xe điện đi vào trong Việt Hải, xe tắm trắng, tắm trắng hả nè, và ngâm chân là mọi người đã được miễn phí hết. Tưởng tắm trắng. Còn những cái mà không miễn phí thì chính nhắc là những cái không miễn phí và bao gồm là những cái mọi người thuê phòng ở trên đây. Đâu? Thì tất cả là mọi người được tắm riêng, tắm riêng của mọi người. Và trên đây là có cả nước lọc thì là 15.000 một chai, bia với nước ngọt là 30.000 một lon. Mày thế? Dạ. Thì bây giờ thì đoàn nhà mình anh chị thêm một phòng nữa không ạ? Quạt không? Bác cả. Bác đệ. Cậu cả là trong gia phả. Nào con đánh kiếm nào. Trời ơi. Con múa kiếm nào, con múa kiếm cô nhìn nào. Yeah. Thương mấy đâu đây? Đái ra quần á? Chú ở sâu không chú? Con đứng rồi cả. Nhật Quân. Anh đẩy thuyền vào đây chưa? Gia đình nhà em nhé. Trên tàu chả có cái gì cả. Ăn cơm. Con bia em ơi. Dạ vâng, để em lấy cho chị mình ngồi vào đây. Đoàn ta ngược, đoàn ta xuôi. Ăn cơm đi. Chị cho đoàn mình ngồi. Sao mấy? Em mời cả nhà vui cùng bọn em trên phiêu du thuyền nhá. Đi tắm hôm nay tắm ướt hết. Người ta bảo là Linh giống Lê Giang này, Lê gì đấy? Lê Còi ấy. Cho xin miếng dưa nào, khát mức quá. Thằng này hôm nay bảo cô đẻo nhá, cô đẻo đâu mà cô đẻo. Toàn bảo cô là tự, toàn để cháu. Ừ. Nhưng mà còn thiếu người không vậy? Đúng rồi, 12 người. Rồi, có cái đông ngồi có đi uống bia. Đông ngồi. Cảnh view đây đẹp nhỉ. Vui nào. Cả nhà mời ăn cơm nha. Tại sao không quen con uống bò húc nhá? Xin. Chị chín. Nào uống đi nào. Phải có đá chị mới uống được. Lạnh nào, phải lạnh nào. Đi lạnh không? Cô lấy tôm con nhé. Nào, bật bia cô con. Hơi mệt đấy nhỉ con nhỉ. Rồi, nào con. Toàn người chào ở cô xin lỗi. Nào con uống đi. Nó về nó bảo là. Mà thích cần